Hello, Xuân Thủy xin mến chào các cô chú và các anh các chị đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hôm nay Xuân Thủy đang có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Công Bồi, Giáo phận Thái Bình. Đây là một trong những giáo xứ tân giáo xứ mới thành lập được vào năm ngoái. Một ngôi nhà thờ rất là đẹp. Thủy rất vui hôm nay trở về đây tham quan và chia sẻ cho các cô các chú, các anh các chị những hình ảnh của nhà thờ Giáo xứ Công Bồi thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải giáo phận Thái Bình. Thì nhà thờ Giáo xứ Công Bồi thì nằm trên xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Rất mong các cô các chú có dịp trở về đây tham quan ngôi thánh đường này, rất là đẹp luôn. Thủy muốn chia sẻ những hình ảnh này cho các cô các chú, những người đi làm ăn xa quê cũng như những người ở mọi miền của Tổ quốc cũng như bà con ở hải ngoại tham quan ngôi thánh đường. Giáo xứ Công Bồi một trong những ngôi thánh đường rất là đẹp. Đây là khu vực tháp chuông quý vị nhé. Tháp chuông này được xây dựng vào năm 1991. Rất là đẹp luôn. Duy nhất một tháp chuông ở cách biệt ở ngay khu vực quảng trường sân nhà thờ. Khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Công Bồi rất là rộng luôn. Rất là rộng luôn và đẹp. Thì tí nữa sẽ chia sẻ chi tiết những hình ảnh xung quanh ngôi thánh đường để cho mọi người cùng đón xem. Tháp chuông này có hai quả chuông quý vị nhé, rất là tuyệt vời luôn. Nhà thờ cũng như tháp chuông được sơn một màu ghi rất là đẹp và cứng cáp, rất là đẹp luôn. Kiến trúc nhà thờ cũng rất là đẹp luôn quý vị ạ. Dưới này có hàng chữ là Giáo xứ Công Bồi. Nhà thờ này xây dựng vào năm 1996 đến năm 1997 và đại tu vào năm 2016 và 2021. Quá tuyệt vời luôn. Thủy sẽ tiến lên khu vực sân khấu chia sẻ cho mọi người. Đây, khu vực sân khấu đây được ốp và đá rất là sáng và đẹp luôn. Giáo xứ Công Bồi nhận thánh Luca làm quan thầy. Đây là một trong những ngôi nhà thờ rất là đẹp. Trước khi chưa lên xứ thì thuộc về giáo họ Công Bồi, thuộc đền thánh Lòng Chúa Tư Xót Bắc Trạch. Được tách ra từ đền thánh Bắc Trạch. Năm ngoái thì có hai giáo xứ của đền thánh Bắc Trạch được giáo họ được lên hàng giáo xứ, đó là Giáo xứ Công Bồi và Giáo xứ Cuôn Trạch. Trước là thuộc về giáo họ ăn về đền thánh Lòng Chúa Thương Xót Bắc Trạch. Nay đã được lên hàng giáo xứ thì Thủy trở về đây chia sẻ những hình ảnh cho mọi người cùng xem. Nhất là bà con đi làm ăn xa quê xem video cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương. Một ngôi tháp chuông biệt lập ở giữa khu vực cuối nhà thờ rất là đẹp luôn. Và hai bên là hai ông thánh này. Hai ông thánh Phêrô và Phaolô, bên này cũng một ông thánh nữa. Rất là tuyệt vời. Đây là cái bức tượng thánh tình mình của anh Luca này. Và đây nhà thờ đây quý vị này, có hàng chữ là xây dựng vào năm 1996 đến năm 1997. Công nhận nhà thờ kiểu dáng bên ngoài cuối nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ, rất là cổ kính luôn, mình rất thích hòa văn chi tiết này, rất là đẹp luôn quý vị thấy. Rất là đẹp luôn. Quý vị có thời gian hoặc là có dịp thì quý vị trở về tham quan ngôi thánh đường của Giáo xứ Công Bồi quý vị nhé. Cửa bằng gỗ luôn, cửa đại rất là lớn. Hiện tại thì chưa có giờ kinh giờ lễ gì nên là đóng cửa quý vị ạ. Nếu mà tí nữa thì lên khu vực đầu kia mà mở cửa thì Thủy sẽ vào bên trong quay cho các bạn xem. Nhà thờ thì được đại tu vào năm 2016 đến năm 2021.
Rồi bây giờ Thủy sẽ tiến từ khu vực tại vì giờ đang mặt trời đang chiếu từ đây thì sẽ đi từ bên trái sang bên phải, đi quanh lên khu vực đường nhà thờ chia sẻ cho các bạn cho đỡ ngược ánh sáng. Ở bên phải bên trái này thì có đài ông Thánh Cả Giuse Xe ở giữa cái hồ, nó rất là đẹp luôn quý vị này. Có một cái cầu dẫn lên. Quá đẹp luôn. À, đến những ngày lễ rước ấy, người ta rước quanh nhà thánh đường rất là đẹp luôn, tại vì thánh đường được trải những cái hàng bê tông cũng như là vỉa vạch rất là thẳng và sáng sủa đấy, đi rước rất là đẹp luôn. Ở bên trên thì rất nhiều các thánh tông đồ ở bên trên ở cuối nhà thờ kìa. Bên trên cùng thì có tượng thánh Đức Mẹ ở giữa. Cũng như là nhiều các thánh ở bên trên. Đây, người ta xây hai cái đài, hai cái trụ rất là lớn này. Thánh Phêrô và Phaolô. Mỗi ông đứng một bên. Khuôn viên của nhà thờ rất là rộng và đẹp. Đài thì nằm ở giữa luôn, ở dưới là một cái hồ. Đó, quý vị thấy. Đài ông Thánh Cả Giuse Xe. Đặc trưng của các nhà thờ giáo họ ở khu vực miền Bắc thì rất nhiều những cây nhãn. Đây nhà thờ Giáo xứ Công Bồi cũng có những cái cây nhãn rất là cổ. Có khi là có cả 100 năm đến vài chục năm. Và hôm nay bà con cũng đang bẻ nhãn bán cho nhà thờ. Đây, những cây nhãn này người ta cũng bẻ một phần rồi nhưng mà còn một phần nó còn non, chưa bẻ hết. Nhà thờ thì bên ngoài thì đặt cái là sơn hết một màu ghi quý vị nhé. Và những bức tranh thì phối màu rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. À bên trong là hiện tại là mình thấy có mở cửa rồi. Bây giờ cũng đang vào cái dịp tối này nè. Thủy sẽ tiến vào bên trong thì quay cho các bạn xem trước nhé. Rồi tí nữa Thủy sẽ đi ra bên ngoài thì quay cho các bạn. Đây là nhà giáo lý, nhà truyền thống này của Giáo xứ Công Bồi. Đây, có lối lên đây. Thủy sẽ vào bên trong quay cho các bạn xem nè. Không tí nữa tối không quay được. Wow, trông rất là rộng luôn. Quá đẹp luôn quý vị này. Trong nhà thờ rất là rộng luôn, là sáng quý vị ạ. Bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều nhưng mà rất là sáng luôn. Cái lối bậc lên thì làm những cái thiếp vàng rất là nổi luôn. Còn trên tòa thì làm rất là đơn giản, có mỗi tượng Chúa Giêsu chịu nạn nhưng rất là lớn và đẹp. Bên này tượng lòng trái tim Chúa này, còn bên này tượng lòng Chúa thương xót này. Trên gian thánh rất là cao, cao chừng khoảng hơn 1 mét quý vị, có thể quý vị ngồi bên dưới xem lễ rất là rõ. Và 14 đạo đánh giá thì có một cái khung khám cũng như là được sơn thiếp vàng rất là đẹp luôn, bằng gỗ. Bên trong thì kê được 4 hàng ghế quý vị nhé. Nhà thờ rất là rộng. Thì nhà thờ giáo xứ thì ngày nào cũng có 2 lễ quý vị ạ. Lễ buổi sáng và buổi tối. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ Thủy sẽ tiếp tục đi ra bên ngoài chia sẻ cho mọi người nhé. Đây là cái chỗ bàn ca, người ta ngồi đây người ta hát này. Đó, đây có cây đàn, 2 cây đàn. Đây, Thủy đang tiến khu vực đầu nhà thờ rồi. Chia sẻ bên khu vực đầu nhà thờ bên ngoài cho các bạn xem.
Cha chánh xứ của giáo xứ Công Bồ hiện tại là cha Quý Hương nhé, cha Định, cha Luca Định. Đây, quý vị thấy cái đầu thờ rất là đẹp luôn quý vị này. Ở khu vực này thì người ta đang phá cái gì đây, không biết là người ta làm công trình gì khu vực này này thì không rõ nữa. Nhưng mà Thủy sẽ đi ra khu vực này, Thủy sẽ chụp lên một kiểu khu vực đầu thờ của nhà thờ giáo xứ Công Bồ này. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Đó, quý vị thấy không? Xa đi nữa thì lấy toàn cảnh. Quá đẹp luôn. Rồi ok. Mình lấy những cái cảnh nguyên nhà thờ ấy thì Thủy sẽ làm hình nền ấy để cho lên hình nền nó đẹp cho mọi người cùng xem kỹ hơn. Ở đây có bức tranh rất là đẹp luôn. Đó, kiến thiết ở bên ngoài nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. À, quý vị thấy chưa? Quá đẹp luôn. Rất là mát mẻ, không gian rất là rộng. Thì sẽ tiếp tục đi sang khu bên phải của nhà thờ giáo xứ Công Bồi. Mấy hôm nay thời tiết rất là nóng nên là Thủy đi nó cũng nhiều nên là có thể Thủy nói nó hơi nhỏ thì mong các bạn thông cảm nha. Khu vực đầu thờ có một cây mít, mình đếm đây chắc phải vài chục quả. Quả thì không to lắm nhưng mà nó rất là sai luôn quý vị này. Mít rất là sai luôn. Ngay khu vực đầu thờ luôn này. Đây, đầu nhà thờ đây, ngay khu vực ở giữa đầu nhà thờ của giáo xứ Công Bồi. Quý vị thấy không? Hoa văn rất là cầu kỳ luôn. Rất là đẹp. Còn ngay khu vực đầu nhà thờ bên phải thì là nhà mục vụ, nhà chung của giáo xứ Công Bồi quý vị nhé. Kiến trúc của nhà chung này cũng rất là lạ và đẹp luôn quý vị ạ. Tí nữa Thủy sẽ quay cho các bạn xem. Bên này cũng rất là đẹp luôn. Đây, nhà mục vụ đây, quý vị thấy tuyệt vời không? Kiến trúc rất là đẹp luôn quý vị ạ. Ở ngay khu vực phòng khách bên trên là có đài và tượng Chúa Kitô Vua này. Kiến trúc kiểu rất là đẹp luôn quý vị nhỉ. Đúng là mình đi nhiều, mình được xem những hình ảnh nó rất là đẹp, mỗi một giáo xứ giáo họ thiết kế khác nhau rất là đẹp luôn. Bà đó, hôm nay bà phải nhãn đây thì Chúa trả công cho bà đó. Đây hôm nay các ông bà trương cũng như là ra bẻ nhãn cho nhà thờ, bán cho nhà thờ nhé. Dạ vâng, vừa ăn rồi, nhãn ngọt lắm. Còn nhãn ngọt lắm. Đó, quý vị thấy đẹp không? Rất tuyệt vời này, nhìn giống như kiến trúc châu Âu. Dạ vâng, con thì chả có gì rảnh. Chua nhiều đấy, cho mấy quả thôi, cho về lỗ của nhà thờ à? Của cô chứ. À của cô à? Cảm ơn cô nhá. Cô mua lại nhà thờ rồi, cô lại cho cháu rồi. Nhưng mà không được tung cô lên mạng đang trèo kia là chết luôn. Cô mà cô không trèo thì ai trèo? Cô quá tuyệt vời. Ôi giời ơi, người ta bảo là
đẳng cấp ấy chị. Đẳng cấp gì ra? Chú ơi, cho bằng này nhãn thì tí còn đi đường ăn hết thì gì đến lượt con. Nói đùa vậy chứ nhãn to nhỉ. Vậy là không bẻ hết à? Mai bẻ tiếp à cô? Chú, chẳng qua tối rồi. Thôi để mai bẻ cố không bẻ được cô ạ. Mai... nãy cháu quay là họ nhìn thấy cô đấy chết. Ấy rồi ôi. Đi à, sắp ấy ngại lắm. Ngại lắm à? Ừ. Cảm ơn cô nhá. Cô đưa lót cho một chùm nhãn để khỏi đưa lên mạng. À, cô rất là giỏi. Cô bẻ nhãn cho nhà thơ. Đây là quý vị nhá. Đây là có đài các thanh từ đạo ngay khu vực cuối nhà thờ này. Quá tuyệt vời luôn, đẹp luôn quý vị. Đài này có thể trên này có thể làm lễ được quý vị nhá. Có bàn làm lễ này và bàn đọc cái thánh này. Vì thế quảng trường đằng sau rất là cuối nhà thờ rất là rộng luôn. Đến những ngày lễ lớn thì những cái cột cờ người ta kéo lên nhìn rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp. Nhất là cờ người ta làm từ ngoài đường cho đến vào bên trong nhà thờ luôn, rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay chi tiết ở khu vực này cho mọi người xem đài các thánh tử đạo. Quá tuyệt vời rồi. Ở đây thì có các cha đã ăn nghỉ ở đây quý vị nhé. Ở công bồi thì ơn gọi linh mục rất là nhiều quý vị ạ. Rất nhiều các cha. Còn ở đây có một cái mộ của cha rất là lớn luôn này, cha Thanh Bình, linh mục Luca Nguyễn Thanh Bình này. Rất là đẹp luôn, để Thùy sẽ tiến lại gần thì chia sẻ cho mọi người xem. Linh mục Luca Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 4 tháng 10 năm 1928 tại giáo họ Công Bồi, giáo xứ Bắc Trạch. Năm 1937 đến năm 1940 vào nhà Đức Chúa Trời. Dạ vâng ạ, chào con thế. Con bây giờ tối rồi, bữa nào đi? Bữa nào con? Tại Đức Chúa Trời giáo xứ Bắc Trạch năm 1941 đến năm 1948 học tiểu chủng viện Thánh Matthew Mỹ Đức. Thomas Mỹ Đức giáo phận Thái Bình mở lắm. Đến năm 1948 đến năm 1951 học tại giáo Hoàng Học viện Thánh Thomas Nam Định. Đến năm 1954 đến năm 1958 học thần học tại chủng viện Hồng Kông, cũng sang bên Hồng Kông luôn này quý vị này. Đó. Đến ngày 27 tháng 7 năm 1958 thụ phong linh mục tại Sài Gòn và phục vụ các giáo xứ Long Bình, Tân Hiệp, Tân Chí Linh, Mỹ Hòa, Phú Hữu, Tân Tường. Đến năm 1978 đến năm 1993 hạt trưởng hạt Thủ Đức B, nay là hạt Thủ Thiêm. Năm 1986 đến năm 1993 đại diện các linh mục Thái Bình tại miền Nam. Ngày 14 tháng 4 năm 2006 nghỉ hưu tại giáo họ Công Bồi, giáo xứ Bắc Trạch, tạ thế vào ngày 16 tháng 12 năm 2009 tại quê hương giáo họ Công Bồi, giáo xứ Bắc Trạch, hưởng thọ 81 tuổi. Cha quá là giỏi, tuyệt vời quý vị ạ. Cha coi sóc các giáo xứ giáo họ rất là nhiều ở trong Sài Gòn cũng như là đi học ở bên nước ngoài luôn.
Đây là cái mộ quý vị này, rất là đẹp luôn. Dù sống hay chết, ta vẫn thuộc về Đức Kitô. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Trời ơi, giờ bắt đầu vào tối rồi thì sẽ cố gắng lướt qua một vòng nữa thì xung quanh khu vực cuối thờ rồi thì xin phép tạm dừng video quý vị nhé. Có dịp trời sáng thì cố gắng quay nhiều hơn cho mọi người xem. Đây là cái cổng chính này dẫn vào nhà thờ của Giáo sư Công Bội. Rất là đẹp luôn. Đây con đường chính dẫn vào nhà thờ này. Có những hàng cây tùng rất là đẹp. Khuôn viên của nhà thờ rất là đẹp luôn. Cảm ơn tất cả cô chú và các anh chị đã đón xem trên kênh Cô Giáo Yêu Thương nhé. Xin chúc mọi người được bình an mạnh khỏe. Video này rất mong quý vị ủng hộ, nhất là những người đi con, người bà con đi làm ăn xa quê, xem cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương quý vị nhé. Có gì không phải rất mong quý vị thông cảm bỏ qua và có thể đóng góp ý kiến bình luận dưới video. Xin chúc tất cả mọi người được bình an mạnh khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin quý vị hãy bấm nút đăng ký ủng hộ kênh Công Giáo Yêu Thương.